Thế rồi cờ ngoài bóng làm cái nước này. Tập luyện chạy với đầm, đầm thì khi trâu bây giờ nó đầm tắm thì nó hút. Đấy, ví dụ nó hút như thế này thì đấy, thì nó gồng mình lên thì nó rắn mình, khi nó trọi thì nó mới dai. Thời gian là nó trọi nó kéo dài, cây chỉ có hàng ngày buộc nó luyện như thế, không còn cái vỏ nào. Tự biết hút. Mà từ phải mật, đường, mía và cỏ voi. Đấy, như ví dụ như cỏ ủ, cây ngô ủ thì nó ăn chế độ như thế thì con trâu nó cơ bắp của nó lên nó mới khỏe. Cái điểm chung đi chọn trâu thì cũng vẫn chọn những con trâu có sức vóc to, cao và độ tuổi của nó tầm 12 tuổi. Thế mới sừng của nó thì gần như cũng quyết định được cái sừng, cái mắt nó phải nhỏ, mi dày, khoái đóng nó phải loạn khoái.